Nên xưng danh hiệu Các tội tiêu diệt Tức là Nhiều thiện căn phước đức nhân duyên Có câu kinh rằng như thế đó Chúng ta muốn nghiệp chướng tiêu hết Thì có phương pháp nào Để tiêu mất nghiệp chướng hữu hiệu Nhanh chóng Từ dân quán đảnh Pháp Sư Thời vua Càng Long Đã giảng trong Quán Kinh Trực Chỉ Ngài nói Tội nghiệp cực nặng Trong các kinh và sám pháp nhà Phật Đều không tiêu diệt được không tiêu được tội nặng này. Cuối cùng còn một phương pháp, chính là nhất tâm xưng niệm A-di-đà Phật, thì tội của ta sẽ biến mất. Tương ứng với câu khắc trình bia đá tương dương sân danh là có thể tiêu tội nghiệp. Dùng phương pháp gì? Niệm Phật. Có Phật hiểu này, có thể tiêu sạch sẽ tất cả tội nghiệp từ vô thị đến tận này của ta. Những tập khí còn lại, thì ta đới nghiệp giảng sanh. Đấy chính là nhiều tiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên. Chỉ một danh hiệu Phật gồm đủ cả ba. Ai biết điều này? Kẻ không biết thì sẽ không phụng hành. Ai tin? Người không tin cũng không phụng hành. Người ngáo mạng cũng không phụng hành. Tự cho là đã rất giỏi. Không coi trọng dạng Kim văn này. Rõ ràng, chỉ có những ai thật thà hiểu học tu hành nghiêm túc đọc xong sẽ phụng hành và sẽ được lợi lạc tai nạn tiêu rồi thì phúc sẽ đến vì đây anan nhất tâm quy y chiêm ngưỡng tức là nhiều thiện căn phước đức nhân duyên An, an thông minh An-an chẳng phải người tầm thường Đã biểu diễn Cho chúng ta thấy Trong pháp hội vô lượng thọ làm cách nào để tiêu diệt tội lỗi của chúng ta lại như những người đã giảng sanh từng thân cận vô lượng chư phật trong các cội đức nên tất nhiên có thể mãn nguyện giảng sanh Chúng ta phải tin Trong đời này Gặp được Phật Pháp Gặp được Đại Thừa Lại gặp được tịnh độ Trong tịnh độ Lại được gặp bộ kinh này Rõ ràng là không thể nghĩ bàn Khi bộ kinh này đến Đài Loan Thầy Lý chỉ giảng một biện sau đó không giảng nữa à, Thầy đưa chú thích, thích cho tôi Xem xong tôi rất mừng Cứ theo chú thích đó Thì tôi giảng được Năm đó Hàng quán trưởng 50 tuổi Tôi muốn giảng kinh mừng sinh nhật bà Bà in 3.000 bản Đến Đài Trung báo với Thầy Lý Thầy lắc đầu không được Đấy là gì sao? Thầy bảo tuổi anh còn trẻ Trải nghiệm còn cạn Anh giảng kinh này Sẽ có người phê bình Anh sẽ không chịu nổi Tôi mới hiểu vì sao Thầy Lý chỉ giảng một lần, không giảng lần thứ hai. Vì có rất nhiều người phê bình Thầy. Phản đối bản kinh này, y như ở Trung Quốc Đại Lục. Tại sao thế? Do cư sĩ hội tập. Nói thật, vẫn là chướng ngại của tật đố